Alo, alo, xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái video để hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể rút cái USDT cũng như là BUSD và các đồng coin ở trên mạng IOTX Network về sàn nhé các bạn nhé. Thì tức là khi chúng ta làm tất cả những cái nhiệm vụ và tất cả những cái kèo ở trên những cái nền tảng mạng ở trên này còn rất là nhiều mạng khác nhau. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể rút coin từ cái mạng IOTX về ví Binance. Tức là chúng ta sẽ sử dụng cái sàn Binance để chúng ta bán ra Việt Nam đồng mọi người nhé. Khi mà chúng ta kiếm được tiền ở trên cái mạng, tất cả các nền tảng mạng ấy, thì chúng ta sẽ chuyển hết về đây để chúng ta bán ra Việt Nam đồng. Chúng ta sẽ sử dụng P2P. Đây, chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ bán về USD, bán về Việt Nam đồng mọi người nhé. Thì nó có một cái ở trên cái mạng IOTX là nó có một cái rất là nó khó hơn ở những cái mạng khác. Đấy, vì thế cho nên là chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ ấn vào đây. Chúng ta check cái view exposure này nhé. Hôm nay thì chúng ta có bán được cái con Zoom này ở trên cái mạng này nhá, thì mọi người có thể vào trong phần exchange. Mọi người đổi hết cho mình từ BUSD hoặc là USDT, chúng ta đổi hết sang cái IOTX nhé để chúng ta rút về ấy, cho nó tiện. Tức là mạng nào thì các bạn cứ đổi sang cái coin đấy để chúng ta rút. Đấy. Ví dụ như BNB cũng thế, BSC thì chúng ta đổi sang BNB để rút cho nó tiện ấy. Mọi người sẽ phải có cần có một cái tài khoản ở trên sàn Binance, chúng ta vào phần deposit. Đây, các bạn chọn deposit nha. Ở phần deposit này thì mọi người chọn cho mình là crypto. Chọn cho mình là IOTX. Ở dưới mọi người chọn cho mình network là IOTX network nhé. Đấy, các bạn ấn vào accept một phát là nó sẽ ra một cái ví như thế này, thì mọi người copy cái ví này cho mình vào đây. Đấy, thì chúng ta thấy là ở trên cái mạng này thì nó sẽ có một cái ví IOTX và một cái ví Web 3 nha mọi người. Đây, cái ví Web 3 này. Đấy, thì chúng ta sẽ dán cái ví của mình ở trên đấy, trên 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 sàn vào đây và chúng ta ấn check. Đấy, cái ví này thì nó cũng sẽ có một cái ví IOTX ở đây và một cái ví Web 3 ở đây. Đấy, thì thế cho nên là mình sẽ copy lại cái ví này nha mọi người. Chúng ta sẽ copy lấy ví Web 3. Đấy, lên đây thì chúng ta sẽ gửi nhé. Min gửi của nó thì cũng khoảng chỉ một đồng thôi. Thì chúng ta sẽ gửi thử một đồng. Đấy. Đấy. Còn cái ví ở trên là cái ví có cái chữ IO đầu tiên là không được nha mọi người. Đấy, chúng ta ấn gửi thử một đồng. Tăng một ít cái phí lên để cho nó nhanh. Next. Cái này là các bạn phải thử trước nha, không thử trước là gửi một lúc mấy nghìn coin về là mất, là không chịu đâu nha. Mọi người chờ một ít là nó sẽ verify cái lệnh xem là đã về chưa. Mọi người cứ thử một lệnh đi, đấy, nếu mà ok thì chúng ta sẽ chuyển tiếp, còn nếu không ok thì chúng ta lại thử lại. Ở trên cái sàn này thì cũng có cả farm nhé mọi người ơi. Trên Zoom Swap cũng có cả farm nhưng mà cái đồng Zoom đang khoảng 3-4 đô một đồng ấy, cũng khá là cao. Nhưng ở đây thì thấy nó farm khá là ấy nhưng không biết là như thế nào. Thấy farm có nhiều lắm này. Apro thử xem này. Đây các bạn thấy cái phần deposit nó đã về này, tức là một IOTX này. Đấy, ok chưa các bạn, tức là các bạn copy này dán vào đây này. Đấy, dán vào đây thì nó mới ra cái này nhá, nó mới ra cái ví này cho mình, chứ mình không dán vào đây là nó không ra cái này nhá. Đấy, cái ví IOTX của nó đây
35 30 đây nhá, thì ở bên này cũng 35 30 này, đúng chưa? Còn ở bên này thì chúng ta sẽ dán vào đây thì nó mới ra cái này. Đấy, tức là chúng ta phải copy được cái ví này để chúng ta chuyển lên. Đấy, chứ còn mình dán cái ví này nhá, nó không hiện luôn. Đây nhá, thử cho các bạn này. Các bạn ấn chuyển nha, send nha. Đây. Đấy, không được nha. Not ETH network này. Set to lowercase. Đấy, không được nha. Nhưng mà cái ví này thì là đúng cái ví của nó, Web3 rồi, ok rồi. Đấy, như thế là các bạn cứ kiếm được cái đồng IOTX nào mà các bạn chưa muốn đầu tư mà các bạn muốn cho lên đây để bán thì các bạn cứ chuyển hết lên đây nhé. Sau đấy các bạn sẽ đổi sang BUSD hoặc là USDT hoặc là ETH hoặc là BTC để các bạn bán nhé. Đấy, ok, như thế là đã hướng dẫn xong cho mọi người cái dự án này. Bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể xem qua thông tin để các bạn có thể chuyển coin lên, tránh mất mát tài sản các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.